chỉ trong 49 giây. Võ sĩ gốc Việt Ben Nguyễn đã tạo nên cú sốc lớn ở UFC sau khi hạ gục đối thủ được đánh giá cao Tim Elliott trong 49 giây. Trận đấu giữa Ben Nguyễn và Tim Elliott diễn ra trong sự kiện UFC Fight Night tại New Zealand. Trước trận đấu này, Ben Nguyễn bị đánh giá thấp hơn đối thủ khi anh xếp hạng 13, còn Tim Elliott xếp hạng 7. Thế nhưng võ sĩ gốc Việt đã tạo nên cú sốc lớn ở UFC. Với chiến thuật nhập cuộc nhanh, mạnh mẽ, Ben Nguyễn đã không để đối thủ chống đỡ. Ngay ở giây thứ 10, Ben Nguyễn đã tung ra cú đá chân trái trúng mặt của Tim Elliott. Sau đó, Tim Elliott đã quyết định thực hiện đòn vật. Dù vậy, đây lại là sai lầm của võ sĩ này. Ben Nguyễn đã thoát được đòn của đối thủ. Võ sĩ gốc Việt vòng ra phía sau và thực hiện đòn khóa cổ quyết định. Trận đấu diễn ra vỏn vẹn 49 giây. Đây là chiến thắng thứ 18 trong sự nghiệp của Ben Nguyễn. Anh sẽ giành quyền thăng hạng và lọt vào top 10 võ sĩ xuất sắc nhất UFA hạng ruồi. Sau trận đấu, Ben Nguyễn cho biết, chúng tôi nhận thấy cậu ấy hay nghiêng người về phía bên phải. Tôi đã tận dụng điều này để tung ra những đòn đánh đạt hiệu quả cao.